Câu chuyện bắt đầu, một quán bar ồn ào đột nhiên cúp điện. Một đám đông không biết chuyện gì đã tụ tập chạy ra bên ngoài xem coi chuyện gì xảy ra. Lúc này mới phát hiện cả thành phố đều chìm trong bóng tối. Chuyện kỳ lạ là ở giữa không trung xuất hiện dải cực quang màu vàng. Càng kỳ quái hơn là tất cả điện thoại đều không sử dụng được nữa. Cùng lúc đó, nhóm ánh sáng bí ẩn trên bầu trời cũng từ từ rơi xuống, vô cùng đẹp mắt. Nhóm ánh sáng còn kết thành vòng tròn để cùng rơi xuống, xuống tới mặt đất nhìn càng to hơn. Chớp mắt liền không thấy đâu, nhưng vẫn có thể thấy được chút ánh sáng yếu ớt. Mọi người đều ồn ào đứng xung quanh xem, có một cảnh sát mạnh dạn đưa dùi cui chạm vào chòm sáng, kết quả trong chớp mắt liền bị biến thành tro, tản ra giữa không trung, nhóm người bị dọa sợ hãi chạy tán loạn. Một cảnh sát khác thấy vậy liền chĩa súng bắn vào đoàn sáng, nhưng khi viên đạn bay gần tới liền hóa thành mảnh vỡ. Xem ra thứ này đau thương bất nhập rồi, hơn nữa điều đáng sợ là có vô số đoàn sáng đang liên tục rơi xuống khắp thành phố. Những đoàn sáng rơi xuống đất rất nhanh liền bắt đầu truy sát đám người. Bất cứ thứ gì bị nó chạm vào, tất cả đều bị biến thành tro bụi. Ngoài ra đoàn ánh sáng còn ném ra một sợi dây giống tia chớp, kéo người về phía mình sau đó giết chết. Rất nhiều khách từ trong quán bar chạy ra, lại gấp gáp chạy trở lại, nhưng rất nhanh đoàn sáng đã phá vỡ vách kính nước hai bên cửa xông vào, phục vụ ném bom tự chế vào đoàn sáng, ngọn lửa bùng cháy là một rào cản hiệu quả để ngăn cản đoàn sáng, nhưng đoàn sáng cũng rất nhanh tích trữ năng lượng lại để phản công. Trong hỗn loạn chỉ có 5 người hối hả trốn được vào nhà kho của quán bar, mà bên ngoài vẫn không ngừng vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, trong đó còn trộn lẫn tiếng gầm của quái vật, rõ ràng là đoàn sáng vô hình đang giết chóc không ngừng. Căn bản chính là một trận thảm sát, loại sinh vật không biết rõ đi vào trái đất truy sát con người. Thế giới đã rơi vào bối cảnh của ngày tận thế, phối hợp thêm các hiệu ứng đặc hiệu có giá $5, phải nói là vô cùng không tệ, mà chỗ tuyệt vời cơ bản nhất của bộ phim này chính là nội dung. Kế tiếp là 5 người sống sót đang vì sinh tồn mà lăn lộn. Những hành vi không thể tồn tại 3 giây trong thực tế, tất cả đều biến thành dấu hiệu của sự khôn ngoan. Hơn nữa dưới sự hộ tống của biên kịch, nhân vật chính cứ thế trở thành chìa khóa làm thay đổi cục diện. Khiến cho IQ của tôi có cảm giác bị trà đạp trên mặt đất, ví dụ sự việc xảy ra ở Nga, mà những người sống sót là 4 người Mỹ và một chàng trai Thụy Điển. Làm sao, người bản địa không đủ điều kiện để sống tiếp sao? Sau đó, 5 người này ăn uống trong nhà kho hết 4 ngày, phát hiện bên ngoài đã không còn động tĩnh, thế là liền đi ra ngoài xem, nhìn thấy đa số người đều biến thành tro bụi, bị gió thổi trên mặt đất. 4 người Mỹ cảm thấy nếu gặp chuyện bên ngoài thì phải tìm tổ quốc, thế là quyết định đi đến Đại sứ quán Hoa Kỳ cầu cứu. Chú ý đi tìm đại sứ quán trong lúc tận thế này, thật sự không phải người bình thường có nghĩ ra à? Cho nên đám người bình thường này tức khắc biến thành vai chính, phát hiện cả thành phố đều chết sạch không bóng người. Nhìn thấy con tàu bị bỏ hoang dưới cây cầu gãy, một tai nạn máy bay trong trung tâm mua sắm, thoạt nhìn loài người đã hoàn toàn bị đánh bại, họ vẫn kiên trì và vững tin, chỉ cần đến được đại sứ quán cầu cứu liền, có thể thuận lợi rời đi quốc gia rắc rối này. Cũng không biết ở đâu có tự tin như vậy a. Trên đường đi, nam chính và người anh em của anh ta mở cốp xe cảnh sát muốn tìm bản đồ, kết quả đã nhìn thấy một con chó màu vàng đang hướng lên không trung sủa điên cuồng, chớp mắt đã biến thành tro bụi. Sau đó, một người ngoài hành tinh tàng hình liền giết tới bọn họ, sau khi nam chính kêu to một tiếng để 3 người khác cùng chạy, liền kéo người anh em của mình trốn dưới xe. Những hành động tiếp theo, hóa ra người ngoài hành tinh tồn tại như thần. Nhưng khi đối diện vai chính lại ngu như heo, sau khi rà soát xe cảnh sát, ngoài việc làm hú còi báo động, cứ thế không hề phát hiện người ở dưới xe, liền bỏ đi. Thôi cứ xem như người ngoài hành tinh mới đến, không hiểu biết trái đất đi. Nhưng tôi lại muốn hỏi nam chính sao biết được những người ngoài hành tinh này, mắt mù tai điếc vậy mà dám hô to gọi nhỏ với đồng hành trong tình huống thế này. Có điều sau khi thoát chết, não của nam chính đã phân tích ra, thị giác của người ngoài hành tinh bị hư. Hơn nữa còn tổng kết được mấy phương pháp bảo toàn mạng sống. Đầu tiên, người ngoài hành tinh liên tục phóng thích dòng điện, cho nên chỉ cần là nơi chúng đi qua, tất cả đồ điện đều sẽ kích hoạt. Đương nhiên rõ ràng nhất chính là đèn điện, hành động vào buổi tối càng thêm an toàn. Thứ hai, người ngoài hành tinh là dựa vào điện từ để cảm nhận được con người, cho nên treo bóng đèn trước ngực là có thể che giấu được xung điện trên cơ thể. Khi gặp nguy hiểm có thể đứng yên bất động giả làm cột điện để ẩn thân. Dù sao tôi cũng không học tốt vật lý, anh nói gì thì tôi tin đấy vậy. Nam chính nữ chính quả thật dựa vào chiêu này thành công dưới tầm mắt của người ngoài hành tinh mà thoát đi. Tuy không hiểu nguyên lý bên trong nhưng xem ra sử dụng rất được. Tiếp theo, nhóm người còn tìm đến được đại sứ quán đã đổ nát. Hơn nữa từ trong tư liệu còn lưu lại có thể biết tính nghiêm trọng của tràn tai nạn này, thì cả thế giới đều bị điện từ của người ngoài hành tinh đánh nổ, tất cả phần cứng đều bị hư hỏng, chỉ còn một ít cơ sở ngầm dưới đất là miễn cưỡng dùng được, mà những người còn sống sót cũng rất ít. Ngoài ra họ còn phát hiện một máy thu âm lặp lại cùng một tin tức bằng tiếng Nga, đáng tiếc là không có ai nghe hiểu, chỉ có thể đem đi trước rồi tính sau. Xui xẻo là bọn họ vừa ra khỏi tòa nhà liền bị một đoàn sáng người ngoài hành tinh bắt gặp trên con đường hẹp. Thời khắc chứng kiến vinh quang của nhân chứng đến rồi, anh chàng Thụy Điển luôn đi một mình đột nhiên trở nên vĩ đại, hy sinh bản thân dẫn đoàn sáng đi cứu những người khác. Số phận đã như vậy rồi, mọi người vẫn chưa kịp buồn thì nam chính đã nhìn thấy tòa nhà đối diện có bóng người chuyển động. Trong tình huống cúp điện toàn thành phố vậy mà vẫn có ánh sáng đèn, gia đình này phải có điều kiện đến mức nào. Thế là mọi người liền đến đó thăm dò, đã làm quen được với ông chủ nhà mập và cô nàng hàng xóm xinh đẹp của ông ta. Ông chú mập là một thợ điện đã học qua điện từ, đã bao bọc cả căn phòng bằng lồng sắt tạo thành lồng Faraday. Tôi cũng không hiểu nguyên lý này, chắc là có thể phòng tránh người ngoài hành tinh phát hiện hoặc tiến vào. Ngoài ra, ông chú mập còn nghiên cứu ra máy phát vi sóng, có thể đánh tan lớp tàng hình của người ngoài hành tinh.
đây đã có chút hư cấu rồi, thôi bỏ đi, chỉ có thể nói, đây là cao thủ ẩn thế thôi, đáng tiếc Ngưu Bức đại thần, cũng là đồng đội sợ gian lận nhờ có cô gái dịch nội dụng trong máy thu âm. Mọi người mới biết có tàu ngầm hạt nhân ở bờ biển kêu gọi những người sống sót, thế là ba cô gái đi ra ngoài thu thập chút thức ăn. Kết quả lại dẫn đến quái vật ngoài hành tinh, khi họ sợ hãi trốn về lại quên khóa chặt cửa, đoàn sáng của người ngoài hành tinh liền xông vào. Ông chú lấy súng vi sóng bắn đoàn sáng, lớp bảo hộ điện từ của người ngoài hành tinh đột nhiên bị hư, lộ ra chân thân ẩn giấu bên trong, kỳ thực người ngoài hành tinh lúc đó đã rất mong manh, dễ vỡ, chỉ cần bắn nó một phát liền có thể giết chết. Đáng tiếc súng của ông chú mập không thiết kế chức năng liên tục, vì vậy đã bị giết ngược, biến thành bia đỡ đạn. Cái chết của ông chú cũng là rất oan nghiệt, mà nữ chính liên lụy ông chú cũng rất nhanh đi theo ông. Sau khi hao binh tổn tướng, cuối cùng thoát ra ngoài chỉ còn hai nam hai nữ, nhưng người ngoài hành tinh cũng không có buông tha cho họ, vẫn truy sát không buông. May mắn trên đường gặp được tiểu đội đánh quái, giúp họ chạy thoát còn cho bọn họ đi cùng. Nhưng mấy người vẫn xem tàu ngầm hạt nhân là mục đích cuối cùng, thế là thành công thuyết phục tiểu đội hộ tống mình đi đến tàu ngầm hạt nhân. Đoàn người cứ như vậy xuất phát, để an toàn còn đi bằng đường tàu điện ngầm. Đi một đoạn còn dùng bóng đèn dò đường, kết quả thật sự phát hiện người ngoài hành tinh. Đáng tiếc người anh em của nam chính vì cứu nữ chính mà bị người ngoài hành tinh giết chết. Những người còn lại đổi thành đường thủy tiếp tục đi. Mắt thấy tàu ngầm hạt nhân ở trước mặt, nhưng bốn phía lại có không ít hỏa trụ bắn lên trời, màn khói dày đặc không ngừng bốc lên, trong đó làm cho một ngôi nhà bên bờ bị sập. Sóng xung kích sụp đổ đã làm nghiêng ngả tàu của các nhân vật chính. Sau khi nam chính vùng vẫy trong nước cũng leo lên được tàu, lại phát hiện chỉ thiếu nữ chính. Trên bờ còn xuất hiện đạn tín hiệu của nữ chính bắn ra. Loại bị cưỡng ép biến mất này quả thật rất khó xử, rõ ràng là còn có nhiệm vụ chính chưa hoàn thành, không nên đi. Thế là mọi người cùng nhau thực hiện nâng cấp súng vi sóng của ông chú. Tiểu đội đánh quái cũng lập tức bắt trước làm một cái, sau đó đoàn người liền theo nam chính lên bờ tìm nữ chính, trong lúc đó gặp ba con quái vật ngoài hành tinh, nổ ra một trận chiến lớn, thật sự đã nghiệm chứng được hiệu quả của loại súng do ông chú phát minh ra, loài người đã tìm ra phương pháp đánh bại quái vật ngoài hành tinh, vì thế cũng dấn thân vào con đường quay trở lại, mà nam chính cũng làm anh hùng cứu mỹ nhân trong xe buýt, thành công thắng được trái tim của nữ chính. Hừm, như vậy nam chính đã dựa vào sự tận thế của thế giới để thoát kiếp pha. Đương nhiên, tôi hoàn toàn không phải muốn nói giữa anh và thoát ê kém một cái thế giới tận thế. Điều quan trọng của bộ phim này là muốn nói cho chúng ta học tốt môn vật lý khi còn đi học quan trọng đến mức nào, như thế sau khi lớn lên, đợi đến thời khắc quan trọng khi bạn muốn lấy ra phòng thân liền sẽ lĩnh ngộ được. Trí nhớ của con người thật sự là thứ không đáng tin cậy nhất. Những tri thức từng nỗ lực học tập đã sớm trả lại cho giáo viên rồi. Hết phim rồi, tôi là Review Chất. Đừng quên like, share và follow tôi nhé.